Ngày 28 tháng 7, hàng loạt địa phương ở khu vực Tây Bắc Bộ như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La có mưa to đến rất to, gây sạt lở ách tắc giao thông ở nhiều cung đường địa điểm. Tại Bảo Thắng, Lào Cai, mưa lớn làm hơn 80 hectare lúa bắp bị ngập, quốc lộ 279 bị ngập 6 giờ đồng hồ. Tại ngầm tràn suối Nậm Liệp, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, Lào Cai, quốc lộ 32 qua tỉnh Yên Bái cũng bị tê liệt hoàn toàn tại đèo Khao Phạ, Mù Cang Chải khi 500 mét khối đất đá sạt xuống lấp kính mặt đường. Tại tỉnh Sơn La, trận mưa sáng ngày 28 tháng 7 đã cuốn bay 10 mét tỉnh lộ 112 qua bản Sòng Chống, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Dự báo ngày 29 tháng 7, các khu vực Tây Bắc Bộ, Việt Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, lớn nhất là 150mm. Cơ quan khí tượng cập nhật, tình trạng mưa dông ở Bắc Bộ kéo dài đến ngày 2 tháng 8.